Quý xin chào cô chú anh chị đã đến với video tiếp theo của mình nha. Đó, trước mặt mọi người thấy ha, là biển tốc độ 80, là được cho chạy 80 trên đường của quốc lộ 53, đường cũ nha mọi người. Thì hôm nay quý muốn chia sẻ với cô chú anh chị là cái đoạn đường nếu mà đi từ trên Sài Gòn mà xuống dưới Trà Vinh á, tại khu vực là chợ cầu ngang Trà Vinh, là có một cái đoạn đường là anh em tài xế rất là dễ bị dính lỗi bắn tốc độ 50 nha cô chú anh chị nha. Thì cái địa điểm này chính là đường quốc lộ 53 của đường Nguyễn Văn Ẩn, huyện Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nha cô chú chị. Thì hiện tại là quý đang đi quốc lộ 53 cũ nha mọi người. Vừa rồi quý quay cho mọi người xem đó là cái biển báo là mình được đi tốc độ 80, nhưng mà tới khoảng 700m trước mặt đây mọi người là nó sẽ có một cái đoạn đường là quốc lộ 53 đường mới nha mọi người, là chỉ được chạy 50 thôi, nằm kiểu như là ngã ba nhưng mà nó nằm bên tay phải á mọi người, bên phía bên tay phải sai mình không thấy ha. Đây là cầu Phước Hảo nè, mọi người chú ý nha, mà nó nằm bên tay phải mình không để ý cho nên là mình vẹo trái là nó đã bị khuất cái biển báo rồi, mình không thấy cho nên là mình dễ bị dính tốc độ nha cô chú chị. Cho nên quý thấy cái video này có thể là hữu ích cho những anh em tài xế ở xa trên Sài Gòn đi xuống dưới đây miền Tây, đi đến tỉnh Trà Vinh, mọi người có đi qua đoạn đường này thì mọi người sẽ tránh được cái rủi ro là bị bắn tốc độ không mong muốn của chú chị nha. Đây là cái đoạn đường này nè mọi người. Giờ mình sẽ đi đến 1 km nữa nó sẽ đi ra cái con đường quốc lộ 53 mới. Đường này là thường xuyên anh em tài xế là quý nghe nói là dễ bị dính bắn tốc độ nha cô chú chị. Quý sẽ đi tới cái đoạn đường này, quý sẽ qua cho mọi người xem nha, cũng như là cái địa điểm chính xác là cảnh sát giao thông cũng như là cái chốt thường xuyên làm việc tại đây nha cô chú chị. Quý muốn quay video lên để cho cô chú chị anh em tài xế nào mà có đi ngang qua đoạn đường này thì mọi người sẽ cẩn thận hơn, đi đúng tốc độ hơn cô chú chị ha. Thứ nhất là ta an toàn giao thông, thứ hai nữa là cho tránh được cái rủi ro bị phạt nguội, nói chung là dính phạt nguội rất là căng đó mọi người. Nếu mà mấy ngày Tết này bị treo bằng lá nữa thì thúi hẻo luôn cô chú chị, cho nên là mình sẽ quay chia sẻ với cô chú chị nha. Có nghĩa là họ đã gắn cái biển báo 50 là sau cái ngã ba lại, cho nên là mình để trái rồi, mình bị đi trước cái ngã ba rồi cho nên mình không biết. Đây cũng như là một cái, nếu anh em tài xế trong nghề gọi đây giống như một cái cú lừa mọi người. Giống như một cái cú lừa ha, anh em tài xế xe dịch vụ xe taxi thì đi nhiều đường thì cũng biết là có những đoạn đường nó giống như là nó gài bẫy anh mừng, gọi là cú lừa á. Đó, mọi người chú ý con đường này nha, quốc lộ 53 mới, huyện Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nha mọi người. Đó, quý không biết sai là sai gì thì đáng quý coi thử trên biển của người dân, những cửa hàng có thử là sai gì quý sẽ nói cho mọi người xem nha. Nói chung là cách đây mấy ngày thôi là quý đi đến cái đoạn đường này, bây giờ quý quay lại nè, cho nên là quý đến cái địa điểm này quý quay cho mọi người xem. Anh mới còn nhớ cái điểm đó, nhớ là có cái nhà cái gì ớt trống nha, là đường đi tới thử quay cho mọi người xem luôn nha. Quý sẽ đến cái điểm này, quý sẽ quay cho mọi người xem là cái chốt là cảnh sát giao thông thành phố Trà Vinh làm ở khu vực này nha. Video này muốn anh em tài xế đi qua cái đoạn đường này thì tốt nhất là mình nên đi đúng tốc độ chứ đừng chủ quan nha. Mình khi mình đi trên bất kỳ đoạn đường nào á mọi người, mà đừng có theo cái cảnh báo tốc độ những cái điện thoại nha, có những cái đoạn đường quốc lộ A thì chính xác chứ, còn có những cái đoạn đường mới họ đang làm là họ thay đổi tốc độ rồi mình không có biết được nha. Mình đừng có theo cái cảnh báo tốc độ, nói chung là mình theo cảnh báo tốc độ nhưng mà mình cũng phải chủ yếu là nhìn được cái biển báo á, thực tế ngoài đường không mọi người. Đó, mọi người chú ý nha, đi cái đoạn đường nào á, mọi người thấy biển báo 50 là mình chạy 50, còn những cái biển báo nào mà mình không thấy biển báo 50 hay 80 mà nó không có cái con lương ở giữa thì tốt nhất là phân vân á, đeo phân vân thì tốt nhất của chú chị nên đi tốc độ 50 nha. Đó, nó sơ hở một cái thôi là sẽ bị cảnh sát giao thông bắn tốc độ ngay, mà mấy anh bắn tốc độ là thường bắn ngay đầu bảng thôi mọi người. Đó, cho nên là dễ dính chứ bắn ở cuối bảng thì sẽ không sao ha. Có rất nhiều anh em là sẽ đi sẽ nghi ngờ đoạn đường chạy 50 thì họ sẽ chạy 100 lại. Đây nè, cái xe này nè là vừa vượt qua mình là tốc độ nhất là phải 60-65 là họ sẽ dính ngay nè. Nói chung thà ví dụ con đường thẳng như thế này á,
mà họ để biển 50 mà mình đi ngang qua mình không sơ suất, mình không để ý, mình bị phạt thì cũng đáng ha cô chú chị. Còn đằng này là không thấy biển 50 đó, qua cu không thấy biển 50 mà lại phạt bằng tốc độ mình, phải nói là rất là tức cô chú chị. Qua cái cua này quý sẽ qua cho mọi người xem nha. Đây là cô chú anh chị đó, hiện tại là quý vừa qua ngã ba nha mọi người đó. Ngay cái địa điểm này chính là cái nơi cảnh sát giao thông làm việc bắn tốc độ luôn cô chú anh chị đó, mọi người chú ý nha. Có nghĩa là mình vừa đi qua ngã ba này mình không thấy là cái biển 50 nó nằm đằng sau rồi mình không thấy, nhưng mà đó ngay cái đoạn này là cô chú anh chị đó, cái đây là cái chốt của cảnh sát giao thông làm ngay chỗ này nè mọi người. Đây cô chú chị, cái ô này cô chú chị, hiện tại là quý thấy hôm nay là không thấy cảnh sát giao thông làm, nhưng mà có lẽ là họ làm ban ngày nhiều hơn đó, mọi người. Mọi người đi qua khu vực này mọi người chú ý nha, tốt nhất là mình nên đi 50 thôi cô chú chị. Đấy là mình không thấy cái biển 50 nhưng mà họ lại bắn tốc độ 50, có nghĩa là cái biển 50 nó nằm ở sau cái ngã ba lại mọi người. Cho nên là cô chú chị nào mà quan tâm là đi đến đoạn đường này mọi người chú ý nha. Đó là cái ngã ba đó, là ngay cái chốt IOS đó, mọi người thấy để cái IOS đó, IOS trống là họ đang làm cái khu vực này, nên cô chú chị là cẩn thận nha, tránh bị rủi ro phạt bắn tốc độ 50. Mình chạy 55 trở lên, 54 thì họ có thể là thông cảm xí xóa họ cho qua được, chứ còn 55 trở lên là dính liền cô chú chị. 55 hoặc là 59 là họ tính từ 5 đến 9, mà lọt qua 60 là bắt đầu cái mốc mới, họ tính từ 60, từ 10 đến 20 cô chú chị ha. Đó mọi người nên cẩn thận nha, đây là quý xin nhắc lại, đây là cái con đường quốc lộ 53 được Nguyễn Thị Ẩn, Nguyễn Văn Ẩn nha mọi người, Nguyễn Văn Ẩn của cầu ngang huyện Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nha cô chú chị nha. Nói chung là quý muốn quay video chia sẻ với cô chú chị nên tài xế nên cẩn thận qua cái khúc đường này nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của quý ha. Và hẹn gặp lại cô chú chị ở một video tiếp theo nha. Mọi người đừng quên cho em quý một like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ để quý có động lực ra nhiều video hay hơn chia sẻ với cô chú chị nha. Giờ thì quý xin chào cả nhà.